anh làm cái gì vậy? Anh đang chơi game. Game chơi nữa? Ồ, game này chơi không được đâu. Rồi. Vậy em coi tivi. Coi tivi đi. Cái này vui lắm nè anh. Coi đi, coi đi. Vui đó. Vui. Không tính. Anh thấy vui đó. Anh. Thôi đừng có chơi game nữa mà. Nói chuyện với em đi, mai nhiều gì em biết không? Mai 7, 8, 9 gì em. Thôi chán quá, đừng có chơi game nữa. Chết anh á. Mai ngày mấy? Mai á, ngày gì ta? Ngày 8 không? Ngày 8 đó. Em muốn gì? Muốn quà gì nè? Nói đi. Có. Anh đâu có muốn quà đâu. Thì đi ăn nha. Anh chả đi ăn nha. Thì đi ăn cũng được. Cũng được rồi, vui lên coi. Cũng được mặt xỉu quá vậy sao nhắc đi. Thiệt hả? Thôi đi ăn nha. Đi ăn rửa điện thoại nha.